Dạ, ông Nhỏ Miền Tây xin mến chào ông bà, cô chú và các anh chị. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay mấy cha con của con sẽ đi giăng lưới ở vườn của anh Ngọt nè. Xin mời ông bà, cô chú cùng đi theo mấy cha con của con giăng lưới luôn. Tẩy sườn xuống hả cha? Dạ. Mấy cha con mình hôm nay sẽ giăng ở trên sườn nha cả nhà. Đổ nước á. Khiên. Khiên à? Khiên, khiên ở đầu này đi để... Sĩ giang cao bên đây nè cả nhà. Rồi để xuống im đi. Rồi giờ lại lên. Nhẹ bơi ha. Dạ. Mà nó hơi lắc đó nha, lắc hơn chuồng mình nữa. Lắc nó nhẹ thôi. Rồi bây giờ mấy cha con mình xuống cái tay lưới đặt đầu tiên. Rồi cái lấy bên đây à, đừng có giăng qua lưới. Không móc cái lưới này thôi. Cũng lâu lắm rồi mấy cha con mình hả, không có giăng lưới hay chạy trong cái hầm này cả nhà. Cũng có khủng rồi con. Dạ, cũng mong là có cái khủng. Chừng dính lưới ra. Dạ. Móc lại đây, móc qua, móc vô bờ. Cái tay lưới này không dính cá thôi, dính làng cá khủng không á cha. Này gỡ không nổi ơi. Ở đây không có cá lô kiến chơi. Gỡ khỏe. Đây là cái lưới chủ nhật xong rồi đó cả nhà. Đây con mình vào buổi tiếp. Buổi tuốt ở trong đó luôn. Xong rồi hả cha? Xong tay em. Rồi mấy cha con mình tiếp tục cái lưới thứ hai. Mình giăng tay này nữa là giáp cái hồ này luôn rồi. Và mấy cha con mình chỉ giăng hai tay thôi. Lưới đã vủa xong, bây giờ cha bắt đầu đuổi cá nha nha. Cho con mình nãy giờ đặt với cả nhà. Đầu tiên. Wow. Đầu tiên ơi. Wow, cá trắng luôn. Nãy giờ mấy cha con mình đuổi cũng lâu rồi, giờ mấy cha con mình đi cuốn. Để giờ này con nhảy à. Nắng cũng lên này. Ở đây cá trắng bự bự không hết cha? Vô mở hàng cái được ha. Dạ. Ta nói dạng sự khởi đầu nan. Trả tiếp luôn. Cái này dễ lắm cha, có cá đã gịch 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 đó cha. Như mình chạy á. Giờ mới vô hên quá con. Không biết nữa cha. Từ chơi. Hả? Từ chơi. Mình còn dài mà nha. Ê, Ê. Xin bự. Đâu cha? Wow. Cá trắng, cá trắng. Đến chơi. Ôi hi. Quá đã con ơi. Nhất cái nát cái này. Ba cho con mình đi quá xuống hên. Dạ. Ê, cho con chơi. Mình đi hên quá. Hợp tuổi. Ngộ thiệt. Ôi, ôi, chừng ơi, để dưới đây. Từ đủ nhảy. Ê, đổ vô miếng nước em là nó không có nhảy.
Dạ. Cá khủng rồi. Đang hy vọng cá khủng luôn á cha. Nhưng chỗ này nó hơi trống á cha. Cái khúc này nó hơi trống gì á. Chưa đâu, 80 thước rồi mà con. Như cá bự không em? Dạ. Ơi ơi, trong đây mà cũng có lau kia. Ơi, cá trắng đó. Cá cha hả? Cha. Trong đây mà cũng lau kiến nữa. Luôn con ơi, bỏ trong phan đi em ơi, cho nó nước đi. Cha cha ngon quá. Cha đang phết sang. Dạ. Hồi này nước cũng chân. Nước vô gà cả nhà. Cá ngon lắm. Đi. Dạ. Thôi con để cầm cái gì mới được. Nói cho nó đâm à. Cá lô kiến đâm quá. Chắc cá lô kiến hả trời. Trời ơi, con cua kìa, con cua bả luôn kìa. Càng. Ừ, con cua tím ngắt luôn. Đâu chết. Không mà sao nó tím ngắt hả cha ơi? Hả? Giống con giống con gì? Bà khí em. Bà khí á chị. Tím ngắt hả? Ôi, cái chị Vinh. Hết hồn. Ờ, nó bự. Hai con luôn. Hai con hả? Wow. Cái lô kiến. Lại lô kiến tao. Ôi, con cứ tưởng trong đây không có lô kiến không. Ai ngờ cũng có. Ở đâu cũng có lô kiến chị ơi. Đúng rồi, đi đâu cũng lô kiến hết. Để vô. Ôi. Để xuống vỏ chứ nghĩa đâu con. Không. Mình ít mà nó chất lượng á cha. Rồi chừng kẹt cái cây với dài. Mình dòng ở ngoài chơi. Dính gì cha? Dính cái gì đâm hả cha? Cái lô kiến nó không thấy cái nhà ơi. Dạ, hết rồi hả con? Dạ, mấy cái chai đó là hết. Ôi dồi, cái chai, cái dù đếm. Ôi, cái dù đếm. Wow. Ôi, cái dù đếm kìa, nó ngon ghê kìa. Bôi lại dầu nữa, dầu vô chổng hả con? Dạ, có dù đếm luôn. Cá tạc chổng rồi.
Mình còn tay nữa mà cha. Ừ. Cha để vô nhẹ nhẹ thôi cha. Đó, cái cá gì đẹp nó ngon lắm, cái nhà nó uống nua à. Ôi trời Vinh ơi. Ủa, hai con ơi. Wow. Ơi. Ơi, cá vụ. Cá vụ. Trời ơi, ơi cá con, con cuối mà. Nè cầm mấy tim. Con cuối mà, này ừ. Ngon quá cả nhà ơi. Wow. Tới cái trà đó là hết rồi đó cả nhà. Trời ơi. Khúc cuối với khúc đầu chưa giờ là mình hất vọng. Quá đã rồi. Trời ơi, tiêu tiên. Cái chai này là hết thành hết lưới nữa nha. Hồi nãy con tính nói với cha là sao cái chai nó giật giật dữ vậy mà con sợ tưởng đâu gió nó bay cái chai. Thì giờ không phải. Đây, đây. Cuối đời gặp Lan mà lang thang gặp đẹp. Rồi khúc cuối nó làm quá làm rồi. Rồi xong phên một cái tài lưới rồi đó cả nhà. Khúc cuối nó làm quá làm chị ơi. Nó mặc dù không có dính nhiều nhưng mà con nào con nấy bự bự không mà cái nhà này. Cá ngon không luôn. Để cho con mình còn tay nữa. Rồi đi nhà cũng biết sao à? Dạ. Tay đó là cá nào cũng dính hết cha. Cá bự em. Dính. Quá ha. Dạ. Quá gì mà chơi. Dì chồng một xíu. Tối ta chơi ít thì bữa thêm vô tới chổng không nhiều dạ. Thôi anh con. Dạ. Đủ ăn được rồi hả? Dạ. Wow, wow, ôi, wow. Ôi, hay quá cha ơi, bất ngờ quá. Ôi, tao nói là đầu đường nó thuận lợi cha. Cái tay hồi nãy là đầu thuận lợi, chính giữa thì nó không có nhưng mà cuối nó cũng thuận lợi luôn. Bắt về. Nè con cuốn à, con cuốn thì gan lấy cái gô gì á. Hai mắt hả cha? Mặt màu á. Mặt thôi. Ê, mặt một gì nha. Rồi rồi. Cái nào cũng thôi, vô em. Dù đếm ngon quá con ơi. Dù đếm hả cha? Dù đếm. Ôi. Trời ơi. Hết biết nó trắng. Nó trắng tươi luôn. Ôi ôi nó trắng kìa. Nhìn nó mà thấy hèm luôn. Mới vô là thuận lợi đó cả nhà. Rồi. Mình lay gai thôi, mình không cần dính nhiều. Cha cuốn chậm chậm cho con. Nó vô đầu đài gì không em? Dạ. Hồi nãy cũng vậy cha mới vô. Dưới lại cuối. Chứ giữa thì nó dính ít. Này bộ cặp bé dính. Này tại nãy cha có đuổi nữa. Được không tiên? Nhỏ. Rồi Rufy nhỏ. Mình thả đi chơi. Mình có trắng bự rồi. Dạ. Wow.
cuối cùng. Ừ, cái tay lưới cuối cùng, không phải cái đầu lưới cuối cùng. Ừ. Được một con dồi đẹp nữa. Rẻm ngon á. Cá dòng vô trống rồi. Dạ. Cá bùa, ờ, cá dòng trống cho bùa tay nha. Bùa, bùa tiếp một tay lưới ấy nữa cả nhà. Đây là thành quả của hai tay lưới của mấy cha con mình nè cả nhà. Đó. Mặc dù là ít đó, nhưng mà cá ngon ngon không à. Bổ thêm nữa con. Mình sẽ bổ một tay lưới bự đó nha, bổ dài vô trong đó rồi mấy cha con mình rồi mấy cha con đi về luôn. Cái này thì cũng cuốn xong rồi. Mấy cha con mình vừa bổ xong cái tay lưới nè. Giờ bắt đầu đập. Hy vọng tay này dính nhiều. À, dù tay này dính nhiều hết thì mấy giờ mình cũng sẽ nghỉ. Ôi. Giờ mấy cho con mình bắt đầu cuốn lưới nha cả nhà. Nãy giờ cũng lâu rồi, giờ này nắng lên này. Cho con mình tranh thủ cuốn. Cái phần cá hồi nãy nè. Dạ. Hả? Wow. Dính lúc tiên thôi. Ui, chị dính. Ê, quá bự luôn. Con đầu tiên của cái tay lớn này nha cả nhà. Của cái lằn bủa này. Ừ. Chị dính. Wow. Mà công nhận cái tay lớn này toàn dính cá to to không nhớ. Ủa dính con gì đặng con thấy nhảy đó nghe cha. Dạ. Con cũng thấy nữa. Không, em cũng thấy nữa nhưng mà không biết phải không. Hay là nó chỉ cái nhỏ mà chị nghe rồi không phải em ơi. Mới nhảy. Thì là cái nhỏ rồi đó. Xuống đâu vô bạc nữa rồi. Chết là cũng dính ha. Có đầm á. Dở lưới lên trắng xó luôn. Nó quá tốt. Nó cá ăn thơm bưng. Ừ. Cá nào cũng trắng tươi chứ. Đi vậy? Đi vậy hả cha? Trời ơi. Kỳ vậy. Con cá chì dinh giống bự như nãy vậy cả nhà. Chắc là tại nó chưa dính chặt đó trời. Trời ơi, nãy giờ đi đi muốn hết tay lưới luôn mới dính con rồi. Nghèo mất cái eo nữa. Nghèo mất dây leo nữa. Xui. Rồi rupi. 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 Mình là thả rupi đi cha. Nuôi ha. Dạ, nó mà nuôi đúng rồi. Vậy chứ đằng đầu đại dính con rồi đó. Rufi nữa. Vậy là trong đây rufi nhiều rồi. Ừ. Cho nó sống đi. Hồi nãy cha mới dằn đúng không cả nhà? Trong cái chỗ đi. Cha đập cái bóp. Cái con cá nó hết hồn nhảy cái dính cái lưới ở đằng đầu đại luôn. Con cá nhỏ nó dính ở dưới kìa cha. Cá linh. Chọn. Chọn ngon lắm à. Kìa con thấy đằng đầu đại nó trắng trắng kìa. Có con cá gì hay là cha gịch lưới cái đó nó
lung kinh kìa. Ôi ra đằng kia kìa. Rồi xong. Nhà lưới này cũng xong rồi đó cả nhà. Đó. Ê, ôi cái gì bự lắm nha cha. Con gì á, con gì chơi? Từ từ nghe cha, từ từ nghe. Nhẹ nhẹ thôi nha cha, để nó đi rồi khóc con gì khóc tiếng nghi không á. Còn không biết. Trời ơi. Ủa con gì á? Con gì á? Từ từ chơi. Từ từ chơi. Từ từ. Cha chơi lên đi. Nó nói sao chạy giật lên đi nha. Trời ơi. Thấy chưa? Con nó con mắt con nó giật giật á. Dạ. Ôi ơi. Con tiền nó không biết có dính. Em nói với cha là con mắt em nó giật giật không biết có dính cái nào bự không. Gì hả? Hồi nãy con nói đó. Đúng rồi, đúng rồi, hồi nãy là có con có nghe. Con tưởng đâu là cuối cái này là không có dính, là dính được con cá trắng lên đó kìa. Ôi ôi, nó là xong rồi cha, ai nhờ. Bởi sao hồi nãy con thấy cái con nói cái này nó rung rung nè, con tưởng đâu cha gịch lứ, không phải. Cá gịch chứ phải cha, bởi cha gịch lứ. Bởi vì con nói con mắt con nó giật, không biết sao mà nó giật, giờ hết giật đó chị. Hết giật đó. Dạ. Mình tính qua ha. Dạ. Không mà con mắt con nó giật thiệt. Cá ngon, ớt đi ngon. Wow. Luôn. Nãy con này củ phi không cha? Củ phi. Nãy cha không bỏ. Bỏ gì? Cha nói nó củ phi cha hạ lại mà. Cha đâu có nuôi. Gỡ. Hồi nãy cha nói là củ phi không có ăn. Đúng rồi. Nãy chị cũng kêu cha là cá này thôi, mình không bắt củ phi á. Được một con. Đầu đài. Wow, hay quá cha ơi. Rồi. Thăm nghe cái nhà. Ông phi này. Rồi mới cho con mình bơi ra ngoài. Chả sườn lại cho anh. Mình đậu đây luôn thôi. Đậu đây luôn hả cha? Ngồi cái nhà. Cuối đời gặp lan mà lan hang gặp đẹp là có thiệt. Lần nào cuối cái tay lưới nó cũng có điều bất ngờ hết. Hết biết sao cá. Tàn cá ngon không hả cha? Ủa cá linh trộn cũng ngon đó nè. Nằm ngủ không mắc phần mền. Giờ mấy cha con mình đi vô. Thì hồi sáng á, mấy cha con mình có đi giăng lưới cả nhà được mớ cá nè. Mấy chị em mình cũng đã mặn sạch rồi. Cái phần cá bên đây á, thì mình sẽ nấu canh chua với bạc hà, khóm với giá. Còn cái phần cá này nè thì mình sẽ khoai tiêu. Rồi xin mời ông bà cô chú và các anh chị cùng vô bếp ăn với gia đình của mình luôn. Bây giờ sẽ ướp cá kho tước bạc hà. Sẽ cho nước màu. Cho đường. Đây là cái phần cá này cả nhà. Hôm nay cha múc bên ba đi lại trúng bánh nữa. Cá ngon, rất là ngon luôn. Phía bên đây là rau nè, trái khóm mấy chị em đã gọt rồi. Này ăn canh chua bạc hà. Bạc hà với ít giá nữa. Cỡ này thì me hết trái tươi rồi. Me này là me khô. Mấy chị em hái cái phơi nắng cả nhà. Ướp muối thì để dành nấu canh chua. Bạc hà này dễ lột hơn bạc hà tím Úc. Đúng rồi chị, bạc hà tím nó khó đi. Bạc hà tím ăn ngon nhưng mà lặt nó khó. Rồi cá xăng rồi, về em sẽ cho nước mắm. Nãy giờ nước bắt cũng sao rồi, giờ em sẽ vớt me ra, quá trời nóng rồi. Rồi bây giờ em sẽ hạ cá vô luôn.
xương nhưng mà mình nấu ăn nó béo lắm nè. Có canh chua hay kho lạc là đúng bà luôn. Đại nồi cá. Đại nồi cá luôn đúng không? Chưa có rau. Rồi bây giờ em sẽ cho bạc hà vô trước. Rồi bây giờ em sẽ cho khóm vô luôn. Rồi cá khô của em nó khô nước rồi, em sẽ cho hành vớt vô. Rồi bây giờ em sẽ cho giá vô luôn. Rồi bây giờ em sẽ cho cần tạo vớt vô luôn. Nay mình nấu canh chua. Đợi. Để gà canh chua bằng cần tạo cả nhà. Thơm. Cá ngon là ngon luôn. Cá đu phi nó bự. Canh chua, bạc hà với khóm mấy chị em cũng nấu chín nè cả nhà. Bên đây là cá. Cá kho tiêu. Với tóc mỡ. Dạ, xin mời cha dùng cơm, xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình. Mình cái này béo lắm. Mời cả nhà. Dạ, mời cả nhà nha. Cái này hên quá hên. Dạ, xin mời cả nhà. Dạ, con xin mời ông bà cô chú ăn với con. Con ngon quá mẹ ơi. Rồi con ăn nhiều vô nha. Ok. Anh mẹ. Con kể ra cho chị hai nghe mà dính luôn cá bự á. Cái phát hiện sao mới đầu tiên á. Đầu tiên lặn mắt em mới giật á chị. Cái em mới nói với cha vậy nè. Cha không biết hồi có dính cá bự không mà con mắt con nó giật quá à. Hồi đâu dính cá bự thiệt. Cái đồ phi không? Dạ đúng rồi. Mất biết mạnh rồi. Chua mà cá kho còn gì bằng. Này mặn à, khó chấm. Cay lắm.
Cái bạc hà tím chứ ngọt bạc hà trắng thôi. Dạ. Nhưng mà bạc hà xanh này nó dễ gọt hết trơn. Hà tím nó dính đi lắm. Cho mau lớn, cho bà cô chú xem vui giỏi rồi. Nhâm mi luôn mẹ ơi. Giỏi. Cơm luôn. Hỏi nha. Các hồ đi. Này hỏi tiền rồi, mới bữa tay lưới sao, mới vừa bữa ra. Cái thì dính sát đầu luôn. Dạ. Chà bơi á, nó hấp hộp cái nó đoạn nhảy lên bờ chị. Cho đũa nó không? Đũa vô đũa ra. Nó vô ra dòm cá khác liền. Để ngoài cho đi. Ngoài cho thì con lấy chén ngoài đó. Cho con. Nói sao? Quy. Dạ. Con nói sao ngoại cho con nói sao? Cảm ơn ông ngoại. Rồi ăn đi. Ăn vô rồi con. Ăn nhanh mau lớn ăn nữa đi học. Ừ. Cái bình chua với bạc hàng không? Nhiều lắm á cha, nhưng mà nó nấu xong nó sót. Ba bốn con hả con? Vô đếm anh. Dạ. Châm vô không? Hầm, hầm á, hai ba cái bọng. Châm vô ấy. Ừ. Một cái hầm đó là cha chạy, cha bổ lưới hết luôn á chị. Giáp luôn. Hai ba lần mà. Còn bên kia. Dạ đúng rồi. Mà cha bữa xéo xéo bên mà. Kia còn cá bự không á. Cha dân hai dạo. Dạ. Sao có bổ anh ta. Dạ thì hôm nay á cả nhà, mấy cha con mình ăn canh chua bạc hà với khóm thì rất là ngon, thì để cho gia đình tiếp tục dùng bữa. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Xin mời cả nhà. Bye bye cả nhà. Tạm biệt cả nhà.